Thưa quý vị, ngày 1 tháng 6, Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam tổ chức lễ thịnh sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ Lăng Mộ về Miếu Bà. Đây là nghi thức truyền thống mang giá trị lịch sử của lễ hội. Lễ thịnh sắc ông Thoại Ngọc Hầu được tiến hành vào lúc 15 giờ ngày 25 tháng 4 âm lịch với đầy đủ các nghi thức như lân, hương lễ, bưng khai, trầu rượu, học trò lễ đi hai bên, chánh tế, bồi tế, chấp kích và các vị bu lão đến đền thờ thờ ngọc hầu các vị bô lão tuần tự vào nguyện hương và xin phép thỉnh bài vị khi về đến miếu bà các bài vị được an vị tại ngôi chính điện hướng về phía giỏ ca chính giữa là bài vị thờ ngọc hầu bài vị chánh phẩm châu thị tế bên trái bài vị nhị phẩm trương thị miệt bên phải bài vị hội đồng được đặt riêng một bàn thờ phía trước sau đó ban quản trị lần lượt nguyện hương làm lễ tọa vị đây là nghi thức truyền thống của lễ hội với bà chúa xứ núi sam có giá trị lịch sử hàng năm được lưu truyền từ thời dân làng Vĩnh Tế cho đến ngày nay, nhằm nhớ đến công ơn của Thần Ngọc Hầu có công lớn trong việc trấn giữ biên ải, mang lại sự bình yên cho nhân dân và nhớ đến công của vị chánh phẩm Châu Thị Tế đã có công xây dựng miếu bà. Tối ngày 2 tháng 6, nhằm rạng sáng ngày 26 tháng 4 âm lịch, Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam tổ chức lễ túc yết xây dầu, đây là nghi thức truyền thống của lễ hội cấp quốc gia với bài chưa Sinh núi sam. Lễ túc yết được diễn ra đúng 24 giờ đêm với các lễ vật đầy đủ, các bù lão và ban quản trị lăng miếu trong lễ phục chính tề nguyện hương bắt đầu thực hiện nghi thức lễ túc yết đầu tiên. Từng diễn biến của buổi lễ được hai người gồm sướng nội trong chánh điện, sướng ngoại ngoài võ ca. Buổi lễ diễn ra theo nghi thức cổ truyền, dân hương dân rượu, đọc văn tế, dân trà kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ. Tiếp theo, ban quản trị Lăng Miếu núi Sam tiến hành lễ xây chầu tại giữa gian võ ca với các nghi thức chính như ông chánh bái, cầm nhành dương liễu nhúng vào tô nước rồi dãy nước ra xung quanh. Vừa đọc to những lời cầu nguyện, đọc xong ông chánh bái đặt bát nước, cành dương liễu trở lại bàn thờ, đánh ba hồi trống và sướng ca công tiếp giá. Lập tức đoàn hát bội nổi chiên trống và chương trình đại bội bắt đầu. Đây là một nghi thức hát tế quan trọng dâng lên các vị thần, thánh mẫu trong phần nghi lễ của lễ cúng bà chúa sứ núi Sam. Lễ hội dưới bà chúa sứ núi Sam là một tín ngưỡng tâm linh dân gian truyền thống của cộng đồng. Lễ hội có những giá trị văn hóa đặc sắc thông qua các nghi thức truyền thống như túc yết xe dầu, mang đậm chất nam bộ, chứa đựng nhiều ý nghĩa tâm linh, là nơi để du khách hành hương, tìm về để cầu mong những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.